À, xin chào chị. Trời ơi, thấy cái thấy cười tươi quá lại muốn xin phỏng vấn vài lời. Thế chị cho hỏi là chị tên là gì và đến từ đâu, đến với Thập Thông Liệu Pháp? À, mình tên là Trang, mình đến ở quận Phú Nhuận nha. À, quận Phú Nhuận. Thế là có ở chỗ đó gần đằng Huỳnh Văn Bánh gì không chị? À, cũng gần gần đó. À, đấy, có chị Trần Phương Lan cũng là người mà cũng kết nối cho Thập Thông Liệu Pháp với Việt Nam này này. Thiên sứ đấy, thì cũng là ở Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận đấy chị ạ. Thế thì chị qua ai mà biết đến đây đến Thập Thông Liệu Pháp ở cơ sở 2 của Thập Thông Liệu Pháp mà chăm sóc? Mình thông qua chị Loan. Chị Loan cũng điều trị ở đây đó, là chị nói rất là ok, cho nên chị Loan cứ nói quyết định là cứ bốc mình đi, cứ đi thử, là mình thấy là rất là ok. Nhưng mà chị Loan thì đến đây là chị là nắn chỉnh làm đẹp khuôn mặt hay chị chăm sóc sức khỏe mà Chị mách chăm chị? sóc sức khỏe. À, chăm sóc sức khỏe là mách chị. Thế là cuối cùng là đến đây thế là được chăm sóc là chị hôm nay được buổi thứ mấy rồi? Buổi thứ hai, hôm À, nay đi được buổi thứ hai. được buổi thứ hai. À, mà đã chị thấy đó, sức khỏe như thế nào? Mới buổi thứ hai. Em tưởng trước đấy chị đi mấy bữa rồi? Hôm Không hôm không qua không. vừa gặp, Hôm hôm qua nay là mới là ngày bữa đầu. thứ hai. Hôm nay là buổi thứ hai. À, thế thì chị về chị thấy người như nào, thì cải thiện như thế nào? Ngay từ ngày đầu, ngay từ làm xong mà bước xuống là mình thấy là nó có cũng có cái hiệu quả. Hiệu Thì quả cải thì thiện giảm tốt. bước, giảm cũng tốt. Hôm nay làm bữa thứ hai là mình thấy rất là êm luôn á. Rất là êm. Xong là đến lúc bảo là cái phần xương cùng cụt là ngồi xuống là nó hơi đau đau mà từ Đúng lâu rồi. rồi nhưng mà không có cách giải quyết đúng Đúng không? rồi. Thế Đúng xong rồi, cũng là khá là lâu rồi. thấy nguyện vọng thấy mặc áo để ra về rồi đây này, đáng là khi làm mặc bộ quần áo trị liệu. Thế là đến lúc mà bảo là thế lại còn cái nó hơi vướng vướng ở xương Đúng, cùng cụt đúng đúng không? rồi, đúng rồi, đúng rồi, nó Đó. phải cũng phải nghiêng qua nghiêng Thế lại mới ngồi êm được. đúng rồi, thế là được chỉnh một cái đấy, thấy thích không? Đúng Mới rồi, chỉ rồi. có vài chục giây đúng không? Đúng rồi, với lại chị Loan chị cũng nói là bác là rất là giỏi và mát tay cái vụ xương cụt, cho nên đó là phải đi luôn, đi qua ngay luôn, và được buổi thứ hai là mãn nguyện đó bác, Mãn rất nguyện là nhiều. đấy, mà mọi khi là chị ngồi thế này không được, bây giờ cứ ngồi thế và oằn nèo cái mông nó cũng thấy nó Không sung sao, sướng đúng quá rồi, đúng không? đúng rồi, Đấy, mà mà phấn nghiêng khởi. qua nghiêng lại là nó đau. Đấy, hôm qua là người lệch lạc vẹo vọ lắm, cái xương hông xương chậu nó đưa Đúng hết rồi, về một bên, đúng xong rồi, người nó gập ghẹo lại mấy bao nhiêu ngấn. Thế là được làm một buổi về khai thông và một đúng rồi, buổi lại mình bảo là làm thêm cái tiêu mỡ ở trên người ấy, thì các chỗ mình thấy gọn nhẹ không, đúng rồi, thấy thanh thoáng cả nó người đúng gọn không? gọn Thế nhẹ, hôm cái nay dáng lại nó ra nét hôm nay luôn. lại đưa thêm con gái rượu đấy, Đúng con rồi, gái cưng đến để làm, thì thấy làm con cho con gái xong rồi thấy con gái xinh không đấy, mà đúng rồi. các cái chỗ lệch giải quyết được ngay. Như trước đây là đi niềng răng đúng không, con đi niềng răng nhưng mà niềng cũng có giải quyết được đâu, cười hai cái bên khóe môi miệng này nó bị kéo xuống, bây giờ xinh không, duyên cực, cằm kết ra cằm, mặt nít ra mặt, mà nhất là mắt nữa, mắt nó bị kéo lát sang một bên, thế mà bây giờ là đỡ hẳn rồi, sung sướng không, trần vọng hết ra đằng sau, bây giờ cũng đi thẳng thớm, chị thấy nhanh không? Rất nhanh đấy, mà đấy là cái phương pháp này như là một cái quà tặng cuộc sống ban tặng cho mọi người đấy đó. Thế là thế phấn khởi quá, thì em lại đấy xin chị chia sẻ ít phút này để ai mà cũng có cái vấn đề nó tương tự các vấn đề về sức khỏe ấy, thì đến với Thập Thông Liệu Pháp đấy được điều chỉnh mà không có bị đau đớn gì nhưng mà lại cải thiện ngay, nên là ai cũng phấn khởi.